tôm đa này tôi đang có đây nè, là tôi chế tác bằng phần gốc rễ của cây gỗ hương có từ các cái rừng nguyên sinh từ lâu đời. Tinh dầu nó tỏa mùi hương thơm cứng như thần, không mối không mọt. Tôi đã làm là theo tiêu chuẩn và đúng kích thước, chọn những cái số đẹp tài lộc. Màu nó không khác như màu trắng này. Tôi có cái gỗ từ năm 89 đến giờ. Năm 93 là tôi nghiên cứu chế tác ra cái bộ tam đa này. Khi làm rất là khó, bởi vì trong cái hương đá này hắn lại có đá tự nhiên nó kẹp ở trong nữa. Cho nên là làm là hư hết máy móc, hư nhiều quá tôi phải cạy bớt đá đi. Còn một cái viên đá to nhất là hắn kẹp ở trên đầu, hơn 20 viên nhỏ nhỏ nằm xung quanh.